这个问那啥的玩意。Xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Sư của cung nè. Mấy mắng của. Em lựa một ít trái cây để cúng nha. Chứ cái gì? Cái này cúng mâm ngũ quả hay năm quả. Nhưng mà em lấy thêm một hai quả để về nhà ăn luôn. Chứ mà mua một quả thì nó kỳ quá. À, thiếu hậu hả? Chị Yên cây với hậu xưa nè. Hả, à, sang cơ. Ta chi thủy. Bà xã hỏi em ăn gà không? Em mua một con gà để cúng nè. Mãi tăng ba. Em mua cái này là vàng nè, giấy. Cái này bên đây giấy cũng có một số giấy không có giống ở mình á, cho nên là em mua thì không có giống hoàn toàn. Giấy này là giấy gì em cũng không biết nữa. Nhưng mà cứ là bàn mã thì em cứ mua em đốt cho ông bà ở trong nhà thôi. Đây, chú lấy thêm một ít tiền. Đây là cái này cơ, làm gì? Lấy liền coi chứ coi. Lấy xăng ra chưa? Hậu là này tiền mệnh giá lớn. Nãy giờ hay dùng xăng không? Xăng rồi, chơi da rồi, mấy rồi, mama rồi. Máy điện với xịn, liệu chơi da chơi chị mà mình gì không sao đó. Một số thêm vô tổng á. Đó khang. Mình kêu thôi mà, em nói cái gì? Nói xiên nữa. Ừ, nói xiên. Dạ, mình xin đi đây đi xá xiên nè. Ồ, thơ rồi mà. Hãy sư xin tổng hả? Dạo khang, dạo lại rồi. Em mua ít nhang em để ở nhà. Mai mốt thì mình thường xuyên thắp. Tại bên này thì người ta ít thắp. Nhưng mà em thì người Việt mình thì ngày nào mà chả thắp nhang ha. Nên là em mua, em để ở nhà. Có gì mình thắp. Thắp cho ông bà cô chú ấm nhà ấm cửa. Này đó cơ. Lấy gì đây cho xịn nè. Họ, gì đây cho xịn nè. Họ là một bó nhang. Chưa cơ hả? Duy nã hãy bí Trung Quốc sao sang đua. Ồ, thiên thiên đâu sao xem? Thiên thiên đâu sao xem? Tôi chú gãy sử là định cho gia thiên thiên đâu sao rồi. Rồi mấy gì niệm đâu cung hình ta rồi. Gia lì gió rảnh sử rồi mấy gì niệm hãy cung hình ta rồi, chủ hình đu sai rồi. Tôi chủ hình chuẩn trông. Mũ phần là gì chọn hứng hậu rồi, chú nay à. Mũ phần, chọn hứng hậu. À, phần rảnh. Đây. Trên này bên dưới hắn chuẩn trong sử đời rảnh. Tôi hắn hảo. Đây. Tôi nói chuyện này. Đây là giao hoàn thành 103.6 và 103.3. Đây là hợp đây là đều là đây là giao thành 103 nè. Đây là 10 块钱, đây là 10 块钱. 123, 133. 133 đây là 5 块. Này là muối hột nè. Muối gì em trộn chung với lại gạo em cắm nhang. Thái sông nè. Xạo rồi chứ căng sải đua lái điện. Đây mà. Chứ bãi sông rồi chứ giao đua lái điện. Tôi nhớ có một lần đi đánh giá, anh ấy cũng là trần 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 trần
才六岁。十八。好了，我走了。来很多次。是，我说是，但你说话，但我咋听不明白呢？我正讲来都戴口罩吗？所以你不记得？对，来都戴口罩了。你过来几年了？一年多，一年多。嗯，今天不戴口罩就看到脸。说话还挺好听的。啊，我走了。你这手机视频上，他家老家你们客人吗？对对，我父母在越南能看到的。那他过得了吗？他来了吗？能来，能来旅游的。啊，旅游来。对对。但是从这长路不行。长租能办，但是花钱，花多的钱啊，每个月都要花钱才能租啊，每个月都得花钱，对对，啊，对对对对对，好了，我走了。中国和越南哪个国家好啊？嗯，都差不多，就中国的小伙好，就看你有没有钱，就是看你有没有钱，对你有钱，你在哪个国家都好。这种气候是那边天气好，一年都不冷的。对对对对，这边就冷，冬天太冷了，冷疼了。你从越南待十年了？嗯，那你俩也都在越南认识？结婚五年多了。结婚五年多了。对对，刚过来一年多。刚来的。那没，他在越南。嗯，挺好。嗯，从越南认识的。嗯，越南认识。走了。走了。啊，拜拜你。欢迎再来呀。好好，还买的。哎，对，em mua đồ cúng này, giờ tụi em về nhà nấu. Cái quán này thì bán đồ đầy đủ lắm ông bà cô chú. Bây giờ em đi về nha, về nhà bày đồ ra cúng nè. Em nấu cháo là em cắt một ít táo đỏ vô nha ông bà cô chú. Cái này là táo đỏ nhỏ là một bên em nè, 140.000 một ký. Mình ăn sống hoặc là mình nấu gì nó cũng ngon hết trơn á. Thì nếu ai đang yếu thì mình ăn cái này nó ngon nha ông bà cô chú. Nó chắc ruột nè, với lại là nó ngọt, với lại là thơm. Táo đỏ mà mình nấu cháo xong á, trời ơi, cái mùi nó bay thơm phức luôn bà cô chú. Mà nó ra được chất dinh dưỡng rồi nè, cái nhìn cái màu cháo của mình nó cũng đổi màu, nhìn cũng đẹp nữa. Bây giờ thì em múc ra đi cúng nha. Ở nhà mình ăn thì mình nên nhừ thêm một xíu nó càng ngon. Em pha thêm một ly trà. Trà này á là được trước anh hai đem về cho ba nè. Bữa giờ ba để ở đây ba chưa có uống. Giờ em pha xong rồi em cũng lấy ra cho ba em uống luôn. Mình nói là cái trà này thì cấp dưới hay ai tặng anh hai á, anh hai thì rất là ít khi uống trà, cho nên nó là đem về cho ba nè. Năm nào cũng đem đủ loại trà về, kiểu như có người tặng là bạn anh hai đem về. Rồi, em ngâm một ly là được rồi. À, châu y số ủa sao biên mấy cái dưa đâu cung dưa nãy cho nó ăn nè mấy sơ mấy sơ bố phay sơ ma hải phay sơ hảo rồi nì gái sao biên là đoạn hảo à thay vậy tôi nì hảo chứ đâu mà ở Trung Quốc ngay vùng chỗ em á là không có cái tục lệ mà cúng cô bác vào ngày rằm và mùng một hàng tháng đâu cả nhà. Em cắt một ít hoa mơ đi cúng nha. Chứ bữa nay là ở chỗ em thì không có hoa gì hết trơn. Đáng lẽ là có hoa đào thì mình cắt hoa đào cũng được. Ma chưa biên đua rồi mà, nó biên xạo. Nó má khăn chưa cơ? Hả? Xì chưa cơ ba?
大家挺好啊，好看啊，对吧？我也可惜的。哎，你米米也搞一脚呢，我滴个脚啊！哪个没地方给他整？嗯。Sang bên hình cao rồi bị đủ nắng chuyển sang bên hậu ha. Được mà. Đây xinh không xinh? Xinh. Đây cơ. Ừ, xinh. Đây xinh, 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 xinh. Đây chẳng như cơ. Chẳng lẽ. Chẳng lẽ. Đây又漏了，又漏了。行了，两个就行了。啥了吗？吃完了，再整那玩意儿。我一起供了。这把供上好了。我这样好了。哇，好多钱啊！不少钱哈。我本来也平常供了，够油都算，因为家里嘛，平常不干。Kiếm không có ra đủ mâm ngũ quả giống như ở Việt Nam mình đâu bà cô chú. Nên là cúng mâm ngũ quả, năm quả như vậy nha. Ní giờ là pháo không? Thì nãy nã thôi mà. Ní là pháo. Ủa thì quan chưa? Bố nãy với thịt. Nã là chỉ phân bán thầu, biết là đâu phân thầu rồi. Cái chiến này là em làm một nửa muối, một nửa gạo nè. Để mình cắm nhang. Cái này thẳng, chị ăn cười vậy sao? Chị ăn cười vậy sao? Ủa coi được rồi. Thôi, lấy cái ủa coi cho hậu, đó là哇，看好吃吗？哎呀，吃好啊，好啊，保佑孩子们。你叫啦，平平安安，供着安安，安着闹呢，然后保护着没得鸟，平安。得照顾好这越南小孩了。嘿嘿，心眼好使啊。嗯，吃好喝好啊，各位亲家，保家仙。保佑孩子们发达，事业发达。没有。好。哎，挺好啊。最好喝好吧。cái này là mâm cúng ở bên Trung Quốc. cái này em muốn dựa theo ở Việt Nam mình em cúng thôi.Chứ bên này mẹ chồng em cũng không có rành đâu bà cô chú. Em nấu 5-9 cháo, bánh màng thầu, bánh với lại là thạch để cho Vong Nhi rồi em bé này kia thì có thể ăn. Còn người lớn thì sẽ ăn cháo và tiền thì mọi người sẽ chia nhau. Đó, thì em cúng như vậy. Nãy giờ mẹ chồng em khấn là phù hộ cho mấy đứa nhỏ bình an nha. Bây giờ thì em thắp nhang nha bà cô chú. Thank you.
Đây cũng là căn nhà đầu tiên của tụi con. Hôm nay thì tụi con là cũng là lần đầu tiên đến đây. Và quả sô giai nãy gì vui tư đa sư lộng của tụi mình đó. Quả sô liền ngơ hoa. Hôm nay là lần đầu tiên con đến đây cũng như là mua căn nhà này. Thì sau này là con sẽ còn ở đây lâu dài. Thì mong ông bà cô chú trong đất trong đai, các em nhỏ trong đất đai nè, và các thương binh liệt sĩ thời xưa thì phục vụ cho gia đình của con, phục vụ cho tụi con là ở đây bình an, có sức khỏe, với lại là phục vụ cho tụi con là bình an, có sức khỏe và có thể làm được mọi việc có thuận lợi, không có gặp chắc trở khó khăn, và chồng con thì mau qua khỏi bệnh tật. Thì ông bà cô chú trong đất trong đai là phù hộ cho được con. Ở Trung Quốc thì người ta có dọn nhà mới hay này kia thì em thấy người ta cũng không có cúng. Ý mẹ chồng hay là mấy dì hàng xóm thấy em ngày hôm nay cúng thì mấy dì cũng ngó lắm, mấy dì ngồi ở trước sân á, mấy dì thấy em chạy tới chạy lui mua cái này cái kia rồi bưng qua bưng lại để mà cúng á, mấy dì cũng nhìn lắm nhưng mà không biết mấy dì nói cái gì. Còn người Việt Nam mình thì rất là tôn trọng ông bà khi đã khuất hoặc là những người đã khuất trong đất trong đai. Thành ra thì em cũng mua đồ này kia về cúng như vậy. Cúng hoàn tất xong thì bây giờ tụi em sẽ bắt đầu dọn dẹp lại vườn ở trong nhà và bắt đầu chính thức sửa căn nhà lại. Cái ta cha sau điện hãng sinh xin trên là dung băng chu họ cảm ơn cả nhà đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.